Chào các bạn, cả trận cờ như là một cuộc ác chiến lịch sử, kinh thiên động địa, với một sát pháp cao tới mức thiên hạ phải trầm trồ thán phục cho một tài năng xuất chúng trong kỳ đàn Trung Hoa. Năm 1987, giải vô địch cá nhân Trung Quốc, cuộc đụng độ vô cùng tàn khốc giữa kỳ thành Lý Lai Quẩn và phanh mảnh tam lang Vu Ấu Hoa. Họ Lý vốn nổi tiếng với những đường công nét thủ đầy uy lực, chấm phá bởi những cây sắt cũng rất tinh tế mà lại sắc sảo. Còn Vu thì hành tàu giang hồ với kỳ phong âm độc, thâm trầm mà lại sâu xa. Bởi vậy như nước gặp lửa, cứ mỗi lần đụng trận là khiến kỳ đàn đứng ngồi chẳng yên, rung chuyển như trời long đất lở. Ở trong cuộc này, Lý cầm đỏ, binh bảy tiến một, Vu chốt để pháo, rồi Lý đưa pháo vào trung lộ, Vu tiếp tục lại bổ hữu tường, Lý nhảy mã lên, Vu nhanh chóng xuất xe ngay. Lý tới đây cũng vậy, C1 bệnh 2 để ra trận. Lựa chọn của Vu, Lý C9 điều tiết một mạch sang trục 2 truy đuổi. Và theo một bố cục cơ bản, Lý Lai Quẩn mã 8 tiến 7. Hẳn nhiên không thể nào vì vậy mà ủi chốt ba lên, mượn pháo này có thể nhòm lại mã. Khi mà vô nghĩa, pháo 8 và kể cả luôn quân ngựa phía sau, Vu đánh thất trận, cơ đồ chẳng mấy chốc mà tan tành. Bởi vậy tới đây lựa chọn của Vu, mã còn lại đã phi thành quải giác. Rồi Lý Lai Quẩn lấy pháo để tạt biên ngay, Vu Ấu Hoa mã 8 nhảy ra biên này. Hàng ngũ đã sớm trình tề. Lý Lai Quẩn một nước dùng thất lộ mã nhảy thẳng lên cửa hà tiên phong mà ra trận. Vu Ấu Hoa binh 9 lấy tiến 1, Lý Lai Quẩn lập tức đã dở hình. Nước cờ này nhắm mưu đồ gì? Thứ nhất là kiềm chế vào mã, bởi vậy Vu không thể nào thực hiện cho mưu đồ. Lý sẽ phải tiến lên tuần hà, mượn một nước chốt ở trước để dùng mã này búng lên, lấy pháo 8 để có thể bắt lấy xe. Và thứ hai nữa, Lý Lai Quẩn sẽ tìm cách lợi dụng triệt để vào chiến mã quải giác này. Chúng ta hãy cùng xem. Lựa chọn của Vu C1 tiến 1 cũng là một cách ra quân theo thông lệ, nghĩa là xe đường 2 đã có thể hoạt động. Lý Lai Quẩn tưởng 3 đã tiến 5, sau khi Vu dùng xe 2 tiến thẳng 3 nước thực hiện bằng được mưu đồ này. Lý Lai Quẩn đã thò xe qua, vừa có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Vu Ấu Hoa đưa C1 bệnh 2, rồi Lý Lai Quẩn lại tiếp tục bổ sĩ. Hàng ngũ đã sớm chỉnh tề, mặc dù rất nhanh nhẹn, trung pháo chuyển thành không đầu pháo trần, nhưng tới đây không vì vậy mà sức ép về phía của Vu lại không hình thành. Nghĩa là việc chiến ngựa quải giác này gần như không hề có lối để di chuyển. Và chúng ta cùng xem cách mà nhị vị sẽ bày biện người công kẻ thủ. Vu Ấu Hoa lấy pháo còn lại khép vào mỏ sườn, rồi Lý Lai Quẩn lại dùng chốt tiến lên ngay thành lưỡng đầu xa trần. Vu một nước tiến chốt ba mời thông đổi, Lý buộc phải chấp nhận. Xe này diệt vào, ắt vậy, rồi tiếp tục lấy xe quay về hai nước. Có lẽ tìm cách để ngăn cản, mà chính lúc này cũng không thể nào nhập cuộc. Lựa chọn của Vu Ấu Hoa, xe 3 tiến thẳng hai nước, có phải là đe dọa luôn quân chốt biên? Mà việc xe đường 2 đã lộ diện, cho nên thành thử, quân xe trục biên này Lý Lai Quẩn không có cách nào để triển khai cả. Thấy quân bị cột chặt, gần như Lý hoàn toàn triệt tiêu với năng lực phản kích của mình. Cho nên đã phải gấp gáp, dùng pháo này chém thẳng qua chốt, mở hướng tiến công. Vu một nước bình pháo ra cánh biên đánh tràn, chẳng những không di chuyển được, chắc chắn quân xe này sẽ phải mất mạng. Mà việc có thể lấy pháo và xe đe vào chốt biên này cũng là một cơ sở Vu có thể ra tay khi thời cơ thích hợp. Về phía của mình, Lý Lai Quẩn bất ngờ dùng chốt 3 tiến một ngay, tức là chấp nhận mở đường máu để xe 2 này có thể khai thông. Vu Ấu Hoa lấy chốt này tiêu diệt, và Lý Lai Quẩn dùng pháo này tiêu đổi để xe này đã diệt sang. Rồi lại lấy xe 9 bình 8 mà ra chặn được. Và câu trả lời của Vu cũng rất đơn giản, pháo 6 bình 7 nhòm lại mã. Nếu như mã này di chuyển, không thể nào phóng lên lộ trên, tại vì mã còn lại chắc chắn là tắc tử. Còn nếu như cùng đường quay về, trung lộ sẽ bị đánh cho tơi bời. Và quân xe còn lại của Vu này thông suốt cả hai mặt trái phải, rất khó khăn để Lý Lai Quẩn tìm cách mà tác hợp thể tiến công của mình. Nhưng cũng vì vậy mà bàn cờ đẩy lên cao trào hết mức. Khi tới đây, Lý quyết định bỏ qua những tính toán thông thường, dùng xe 8 tiến lên ngay hàng chốt, đè vào trung lộ. Vu Ấu Hoa sẽ làm gì? Binh giữ trung tâm không thể nào giữ lại. Nếu như dùng để tiến một cũng chỉ là sớm muộn mà đối phương có thể bắt gọn. Còn tới đây, Vu quyết định dùng pháo này chém thẳng vào mã, đắc quân trước. Rồi tiếp theo có thể mở đường lấy xe này tiêu diệt vào giữa chốt, hỏng có thể từ từ để cởi bỏ sức ép vậy. Nhưng đầu tiên, Lý Lai Quẩn xách pháo này chém chốt để chiếu ngay. Xi 6 tiến 5, rồi tung ra một đòn cờ cũng khá bất ngờ, đưa tướng quân để xuất cung trước. Một nước cờ xứng đáng là thần chiêu diệu thủ. Đương nhiên, về phía của Lý Lai Quẩn lúc này như đã ngồi trên lưng hổ. Đòn ở trước là phế mã trục 3, bởi vậy phải liên tục ra tay để đàn áp đối phương. Còn nếu như chẳng,
để cho Vu nghỉ ra bất kỳ một nhịp nào, điều chỉnh được quân lực thì gần như hy vọng của Lý kia sẽ không còn. Và trong hình cơ này, một điểm rất yếu của Vu Hồ Hoa chính là việc Hoa Sĩ Tưởng. Bởi vậy kết hợp pháo trung lộ, mặt tướng để hỗ trợ, tiếp tục là lấy xe này kê vào chân sườn, Vu đành phải ngậm ngùi buông bàn mà nhận thua ngay. Nhưng cũng chẳng hề đơn giản, tới đây Vu lập tức đã phát giác, dùng mã 9 tiến 7. Có vẻ như Vu cũng đã tìm cách để chuẩn bị chu toàn trong một đòn cờ, sau khi ông đã quyết định dùng pháo này tiêu diệt vào mã để chờ đợi đòn mãnh công của đối thủ. Tới lúc này, nếu như Lý vẫn quyết định lấy xe này để kê vào, liệu có dọa sát thành công khi mã 7 quay về giữ nước chiếu được? Xe này mà tiến lên cũng vô nghĩa khi mã 8 chỉ cần nhảy lên một nước đủ để che chắn mặt tướng của mình, hoặc là lấy xe này tiêu diệt vào mã rồi đưa sang để vỗ mặt. Lý Lê Quần tử lực đã thương vong gần hết, ý nói là cỗ máy công sát không thể nào đủ sức mà lắp đặt. Bởi vậy ngay tại đây, Lý đã chủ động tìm cách khác, xe 8 tiến 1 bật pháo biên ngay. Có vẻ là một đòn đánh giải quyết chủ động, tức là việc xe lúc này của Lý có thể kê vào mã 7 thoái 8 rồi tiến lên mà truy đuổi. Mã 8 tiến 6 nhiều pháo này hỗ trợ che mặt tướng là không thể nào, Vu kiểu gì cũng phải bại trận. Nhưng chuyện không phải chỉ mỗi vậy, nếu như Vu tùy tiện lấy pháo 1 này di chuyển thoát thân một mình thì thành ra là một kẻ phản trắc. Lúc này Lý Lê Quần chỉ cần lấy xe 8 bệnh 5 chém chết trung tưởng, cho dù chơi kiểu gì Vu cũng phải bại. Nếu như từ 7 tiến 5 chuyện rõ cả 10-10 thì xe 2 chỉ cần tiến thẳng 5 nước lập công đầu, còn lựa chọn mã này quay về thì cũng không thể nào tránh khỏi đại hỏa. Xe này kê vào đánh kiểu gì cũng thành ra sát được cả. Cho nên đó cũng là lý do mà trong cơ này Vu cần phải giải nguy ngay lập tức, lựa chọn pháo 7 quay về 2 nước, tức là chấp nhận phế pháo. Nhưng nếu như tượng này tiêu diệt lên, thành thử xe này cũng có thể khử pháo được. Thế công của Lý Lê Quần tiêu tan hết cả. Khi mà xe này có thể giữ mặt, điểm bị Hoa Sĩ Tưởng sẽ không còn, Lý Lê Quần cũng chỉ còn cách ngồi nhìn mà thôi. Bởi vậy ngay tại đây, muốn thành công, Lý buộc phải dùng mã 6 tiến 4 thoát thân trước. Và Vu Hoa lại rời xe về, đánh đuổi vào pháo trung lộ, mời đổi. Nếu như xe diệt pháo biên, pháo trung lộ này tức tử cũng chẳng còn gì mà Lý tiếp tục cả. Khi mà thế công, cả quân lẫn thế trận, Vu đều tỏ ra đàn áp. Cho nên tới đây, Lý Lê Quần mã 4 tiến 3. Đường cờ thật là tinh xảo xiết bao. Một kỵ binh đơn thương độc mã đi sâu vào trận tuyến đối phương, mặc dù không hề nhận được bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Ấy vậy mà đội hình xe pháo mã của Vu thì rất hùng hậu mà không tài nào có thể ngăn cản. Tới đây kỳ hiểm ác nhất, vừa có thể khỏa thường đối phương, nhân tiện giữ vào pháo trung lộ, cho nên Vu cũng chẳng biết làm sao cả. Việc ưu tiên rất cấp bách là phải giải quyết cho pháo biên vào trốn an toàn. Tiến 1 kích đổi là nước cờ mạnh bạo hơn tất thảy. Vật lý Lê Quẩn đương nhiên phải giữ lại pháo 5 rời về 2 nước, rồi Vu thừa cơ đưa xe sang để vỗ mặt. Vậy thì có phải là thế công hiểm ác của Lý Lê Quần đã tiêu tan? Câu trả lời, Lý đưa tướng vào cung ngay. Có vẻ tới đây Lý Lê Quần đã thực hiện được trọn vẹn cho chức năng của mình, nghĩa là việc không cần xuất tướng nhưng có thể giam hãm được tướng quân của đối phương, nghĩa là mã đường 3 đang làm rất tròn vai của mình, cho nên Vu lại phải dùng xe thối 1 để đánh đuổi. Và Lý Lê Quần rời xe 1 để kích đổi ngay. Vu nếu như không chấp nhận, e rằng chẳng còn chút cơ hội nào. Lấy xe này để khởi trừ, Lý cũng buộc phải dùng xe bắt lại pháo biên ngay. Rồi Vu Hoa mã 7 tiến 5 để tìm cửa thoát. Nhưng tất nhiên cũng đồng nghĩa việc pháo đường 7 Vu chấp nhận trả lại cho đối phương. Tại vì sao lại quyết định như vậy? Nếu trong cơ này Vu dùng pháo 7 tiến 1, liệu rằng có thể nào thoát được khi xe đối phương quay về truy đuổi? Pháo buộc phải tiến 1 rồi đưa chủ lực vào, thành thử pháo chạy được thân, nhưng tiếp tục là xe này chém thẳng về chốt, mã 7 không thể nào giữ lại, vẫn là một thế quân mà Lý Lê Quần tốt hơn cả. Khi Hoa Sĩ Tưởng vẫn là một điểm rất yếu mà Vu không có cách nào để hóa giải, với việc pháo trung lộ của đối phương đã đóng chặt. Cho nên nước cờ trong thực chiến của Vu là mã 7 tiến 5, vừa thoát thân được, vừa chuẩn bị cho tường này chém lên thì chỉ cần đưa chốt để độ hòa. Thế công của Vu cũng không phải là quá hiền từ mà Lý Lê Quần có thể xem thường. Thế nhưng tới đây, cái hiểm ác, Lý Lê Quần không phải lấy tượng này bắt pháo ngay mà đã chủ động lấy xe này đưa vào trung lộ đuổi mã trước. Xe diệt mã rồi tìm cách để vây cùng vào chiến pháo đường 7 của Vu Hoa. Tức là việc quay về phòng thủ thì không kịp, còn tiến công thì không đủ lực. Cho nên tới đây, Vu dùng xe 4 tiến thẳng 3 nước để giữ lại. Rồi Lý Lê Quần mới dùng tượng này để chém thẳng tay. Chỉ hai nước cờ nhưng Lý Lê Quần rất tinh xảo, đổi trước thành sau, sau thành trước. Bởi vì vậy mà việc Vu Hoa dùng chốt 7 tiến 1 là không thể.
tức là xe 2 chỉ cần tấn lên một nước, mã trung lộ chắc chắn là tắc tử, Vu cũng chẳng còn gì. Cho nên thành thử những âm mưu phản kích của Vu dù đã được tính toán rất dày công tới đây đều không thể nào thi triển. Bắt buộc là phải dùng mã 5 tiến 7 để chém thẳng vào tường. Vật lý Lê Quẩn tượng 7 tiến 5 truy đuổi. Quân ngựa này chỉ còn đúng một chỗ mà thôi, không cần phải bàn. Mã 7 tiến 5 ngay. Phát biểu như vậy không phải là quá phiến diện. Khi tới đây, việc mã 7 của Vu vẫn còn một cách khác. Mã 7 quay về trung lộ, thì Lý Lê Quẩn sẽ làm được gì? Câu trả lời, lấy xe 2 tiến thẳng, hòng có thể đưa vào, cản lấy ảo tưởng. Vu buộc phải giành trước con đường này. Thì về phía của Lý vẫn còn một đòn đánh rất hiểm. Lấy pháo để tả ra biên, nhờ chốt này hỗ trợ. Chuyện tiếp tục là cắm pháo chiếu ngay, tượng này phải quay về. Rồi tiếp tục lấy xe này chém thẳng vào sĩ, dư sức để gọi hồn. Vu sẽ không thể nào đỡ nổi. Nhưng chuyện lấy xe này tạt biên như là một phương án cuối cùng để ngăn cản thì sẽ bị một đòn cờ chí mạng binh 5 tiến 1. Mã trung lộ chắc chắn là tắc tử, không cần phải bàn luận nhiều thêm về một kết cục có phần nào khá thê thảm của phanh mảnh tam lang. Bởi vậy đó cũng là lý do mà trong hình cờ này Vu dùng mã 7 tiến 5 vừa có thể nhân tiện chém luôn một chốt của đối phương và Lý Lê Quẩn bảy xe vào. Chờ đợi trong một nước cờ tiếp tục vẫn là tiến lên bịt lấy ảo tưởng. Vu gấp gáp dùng xe 7 thối 1 ngăn cản bằng được. Nhưng Lý Lê Quẩn tung ra một hiểm chiêu, xe quay về một nước, gọi án tử vào mã giữa trung lộ. Tại vì sao lại là án tử? Khi mà rõ ràng Vu tới đây vẫn còn cách để nhảy thoát thân được, mã 5 tiến 3 thì Lý Lê Quẩn sẽ làm được gì? Câu trả lời chính là việc dùng tướng quân để xuất cung ngay. Và đây chính là hình ảnh của một xuất cục rất hiểm hóc, cao cường tới mức mà cho dù Vu đã thấy trước tận hai nước không làm được gì. Tiếp tục Lý Lê Quẩn sẽ lấy xe này chém thẳng vào trung tường, rồi dùng xe còn lại cầm đáy xuất cục ngay. Nhưng cho dù cô xoay sở đằng trời cũng vậy, hoặc là xe 4 này tiến 1 cản từ vào pháo trung lộ, chúng ta hãy cùng xem không thể nào cứu cánh nổi. Xe 5 tiến 1, xe này diệt pháo thì vẫn có thể dùng xe này cắm lên xuất cục được. Còn phương án khác, xe 7 bình 8 thì sao, tức là có thể tìm kiếm cơ hội với việc mã này có thể cản từ vào sĩ sau khi xe 8 cắm lên, rồi kết hợp xong xe gọi hồn. Nếu như đối phương, tức là Lý Lê Quẩn lấy xe này chém thẳng vào trung tường, nhưng chỉ cần thay đổi phương án một cách nhanh gọn, lấy xe 5 bình 3, Vu cũng phải lập tức mà quy hàng. Nghĩa là chuyển tới đây bắt buộc phải lấy xe 4 kê vào trung lộ, rồi xe này chém thẳng về tường, tường quay về, rồi chủ lực còn lại sẽ lập đại công. Còn đương nhiên, nếu như không dùng tường để bắt xe, dùng sĩ thoái cũng không thể nào qua khỏi. Khi xe còn lại đục thẳng vào sĩ, tướng leo lầu rồi móc cả đôi xe vào, và chắc chắn là một xuất cục rõ ràng cả 10-10. Bởi vậy đó cũng là lý do mà trong hình cờ này Vu đã chấp nhận bỏ lại mã giữa trung lộ, binh 7 đã tiến 1. Vật lý Lê Quẩn lấy xe này tiêu diệt, thế bại của Vu đã rõ ràng. Còn chút ít hy vọng khi mà binh 7 đã đổ được hà, bình chốt sang đuổi pháo ngay. Lý Lê Quẩn vẫn lấy pháo để tạt biên, đe dọa. Vu Hoa đã theo xe ngăn cản. Lý đã bảnh xe sang đuổi bắt chốt. Binh này đưa vào trung lộ, bỏ mặc cho đối phương dùng xe bắt gọn. Rồi tiếp tục Vu Hoa tiến xe lên, hòng có thể quản lý lại chốt. Chấp nhận rằng bỏ lại một chốt, nhưng có thể nhân tiền mà tiêu diệt đi được hai chốt này. Rồi chuyển tiếp tục lấy xe cảm từ vào pháo chẳng hạn, rồi nhanh gọn dùng xe để quay về vị trí này, có thể bảo luôn cả đối tượng, thành ra một tàn cục mà đen có thể khéo hòa được. Khi còn xe đứng ở vị trí thích hợp, kết hợp với sĩ tường bền, có thể chủ động để bắt tay hòa với hai xe của Lý Lê Quẩn. Nhưng chuyện không hề dễ như vậy. Tới đây câu trả lời của Lý Lê Quẩn, lấy xe 5 bệnh 3 để kích đổi. Nếu như đổi thì không còn cơ hội, Vu buộc phải lấy xe này chém thẳng ra chốt, bắt pháo, pháo đưa vào trung lộ để đe sớt cổ. Vu chỉ còn cách là theo xe ngay, Lý Lê Quẩn xuất tướng để chờ đợi cơ hội sớt cổ. Nghĩa là gì, dùng xe chém tường, rồi xe còn lại vẫn cắm lên như biến cờ ở trước. Không còn cách khác, tường 7 phải quăng ra góc biên. Rồi lại Lý Lê Quẩn pháo 5 bình 8 ngay. Tiếp tục là gì, cắm lên rồi lấy xe này đảo sang mà bắt tường. Chắc chắn Vu sẽ phải xin hàng, cho nên lại phải theo xe đường 2. Và Lý Lê Quẩn bất ngờ không phải đưa về hình cờ bất biến, tức là lấy pháo này lại di chuyển vào trung lộ, mà đã chủ động phế pháo 8, tung ra một đòn cờ rất cao cường. Xe 3 tiến thẳng 3 nước. Lựa chọn của Vu buông bàn nhận thua ngay. Một xuất cục rất sắc sảo, cho dù thấy chết mà Vu không thể nào cứu nổi. Tự chiến thối 7 thì hoặc là C4 tiến thẳng 2 nước, hoặc là lấy pháo còn lại đưa vào trung tâm cũng kết thúc ngay được. Còn phương án thứ 2, tưởng 5 thối 7
thì chuyện đơn giản pháo tám kê vào trung lộ, Vua cũng đành phải đầu hàng. Một trận cờ hay xứng đáng là siêu kinh điển giữa nhị vị cao thủ. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.